Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất mỗi ngày. Võ Tấn Phát lên tiếng về tin hẹn hò với MC Đại Nghĩa, tình yêu không phân biệt giới tính và độ tuổi. Trong hậu trường buổi ghi hình tập 3 cặp đôi hài hước, Võ Tấn Phát cũng lần đầu chia sẻ về những ồn ào ở chung nhà với MC Đại Nghĩa. Tuy nhiên, anh đã từ chối nói về mối quan hệ tình cảm với đàn anh. Tôi được hỏi về điều này rất nhiều, nhưng xin phép không trả lời. Những gì là công việc khán giả đều đã biết về tôi hết rồi. Còn chuyện tình cảm, tôi sẽ giữ lại cho bản thân mình. Nếu yêu ai, tôi cũng không công khai với khán giả, anh nói. Khi được hỏi về người yêu tin đồn Đại Nghĩa, Võ Tấn Phát cho hay anh luôn trân trọng những gì đàn anh dành cho mình. Với quán quân Cười Sự Việc Võ Tấn Phát, Đại Nghĩa là người anh trong nghề đã giúp đỡ mình rất nhiều trong đời sống và công việc. Khi tôi thi cặp đôi hài hước, anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi tôi chuyển sang làm MC, anh cũng hướng dẫn tôi. Vì MC không có trường lớp nào đào tạo, nên được học hỏi ở anh Đại Nghĩa là một điều may mắn, giúp tôi trưởng thành hơn. Nhắc tới chuyện yêu đồng giới hiện nay, Võ Tấn Phát cho rằng đó là điều bình thường trong xã hội giờ hiện đại, đặc biệt trong giới nghệ thuật. Hai người yêu nhau chỉ cần có tình cảm, hiểu và chia sẻ với nhau. Tôi nghĩ tình yêu không phân biệt độ tuổi, giới tính hay bất kỳ điều gì. Tôi luôn ủng hộ những mối tình đồng giới, anh nêu quan điểm. Trước câu hỏi về hôn nhân đồng giới, Võ Tấn Phát một lần nữa khẳng định đây là chuyện bình thường trong showbiz. Anh chia sẻ, trong showbiz có nhiều nghệ sĩ công khai chuyện kết hôn đồng giới. Tuy nhiên bản thân tôi thì thật khó nói. Tôi chưa ở trong trường hợp đó nên cũng không thể nói được. Bố mẹ tôi không quan tâm chuyện con cái yêu ai. Chỉ cần con cái hạnh phúc là được. Những ngày qua, thông tin MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát hẹn hò được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khán giả đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy cả hai đã gắn bó và sống chung nhà. Trên trang cá nhân, nam diễn viên sinh năm 1995 thường xuyên đăng hình ảnh được cho là tổ ấm của anh và Đại Nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh.